tới tâm hình đôi mới ở trên môi nụ cười. Lúc đó ta chẳng nghĩ gì để tuổi trẻ lãng phí. Đâu anh nghĩ thời gian trôi đi qua nhanh như thế. Tháng năm qua còn gì trong đêm mưa bay. Ngày tháng là vòng tuần hoàn, dòng thời gian lặp đi lặp lại. Từ lúc mới vừa lọt lòng rồi bắt đầu tập đi tập chạy. Đặt chân khám phá ngoài kia nhìn rõ thế giới rộng lớn ra sao. Một ngày trở thành ai đó như là những gì mẹ ước ba ao. Con mạng ba có người làm bác sĩ, còn mạng mẹ thành đạt doanh nhân. Tham vọng trở thành động cơ cho một xã hội vận hành nhanh chân. Họ muốn con mình về đích lý do bao bì đủ điều trả hình. Thành công không nằm ở đó, nó phải thực hiện quá nhiều quá trình. Nên con muốn mình vi vu như đàn chim đang sải cánh, vượt chung núi ngang khơi xa, qua dòng hạ lưu nơi bãi vắng. Sống cho hết đời thanh xuân, không một giây nào lãng phí. Dù có là người công nhân, dù cuộc đời do mày quản lý. Ta muốn là một hạt nắng, hòa mình vào mây xanh biếc. Như dòng suối chảy về nguồn, tràn vào con tim thanh khiết. Qua cánh đồng lúa vàng núi, rừng nước cuối cùng không túi. Tiền không núi, vì chỉ có cơm trắng và muối vừng. Em mang cơn gió đến lay nhành hoa, rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa. Chẳng cần phấn thơm bập bùng đống dơm, mịt mờ khói sương trong tiết đêm hiu quạnh. Tôi sẽ lau tóc đi xuyên màn đêm, mùi hương trên mái tóc như xoa dịu thêm lòng dù bấp bênh trong tranh lãnh đai. Sống cho hết đời thanh xuân không có nghĩa là thư thả. Người biết tiết kiệm thời gian đó mới là người dư dả. Tâm hồn như một làn gió bay cao như nốt la thăng. Cuộc đời là chuyến hành trình và những dấu chân để lại hoa văn. Đưa đôi mắt nhìn xa xăm thấy cuộc đời này quá ngắn. Dù da vàng hay là da ngâm, dù đang thua hay quá thắng, những ngày ở bên cạnh gia đình mình cho anh thêm lá trắng. Anh nên em chọn những ngày mưa để ngày hôm nay bầu trời hóa nắng. Mặc kệ những lời nói phán xét đời bạn không có tính chuyên môn, bạn có tài mà cứ vững vàng như những người lính biên cương. Súng chiến lược cứ được phép đời đạn, tuổi trẻ không có thời hạn. Sống cho hết được thanh xuân không chỉ đơn thuần là sống cho đời bạn nhiều lần. Gian nan chiều lang thang từ Long An qua tới An Giang, trong trên lên đêm trên bên đi tìm bến đến. Không quên tên những điều thân quen, những ngày làm công ăn lương phong sương mênh mông trên những đêm đông. Trên sông của thành cố sống tô một sơn cho ngày mai áp lực phát bật nhiều lực xác vật. Ta muốn rơi vào tự do còn hơi chết ở trong căn gác chợ. Để như thấy được ánh bình minh thì phải sớm học cách mở cửa sổ và bạn sẽ hiểu thời gian là gì khi bánh mì trên tay đã gặp dở nữa. Đã từng có một khoảng thời gian ta chẳng thể viết được câu nào. Và thứ tao sợ nhất là cây mai. Quá nhiều áp lực và lo toan trên vai mẹ ơi. Quá nhiều áp lực và lo toan. Thằng con trai mẹ lớn đã trưởng thành hơn, chẳng còn đủ đốn để bỏ ngoài tai. Là mấy thằng khốn vô tình con biết mình to gan. Nhưng mà đôi lúc thì chỉ là hạt cát nhỏ ngoài không gian. Tao sẽ grab cho cuộc đời này thêm 100 năm nữa. Và tao sẽ mãi là một con đu và không cần ai chăm nữa. Có phải rằng mình đã quá lớn, chẳng còn vui như lúc xưa. Tháng năm tuổi thơ, nhớ những buổi chiều nắng cháy. Tà hồn phiêu du khắp nơi, có khi nằm mơ. Sống đừng bao giờ lãng phí, sống cho hết đời thanh xuân. Và đó là Huỳnh Công Hiếu cùng với phần trợ diễn của ngắn violin Tân Titan và vũ đoàn Bước Nhảy. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Pepsi vị chanh không cala mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lays giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Anh Thái, anh nghĩ sao về bài thi vừa rồi à? What I learned today is like appreciating the Vietnamese music, man. You guys are very talented, bro. Have a lot of story behind you guys, man, and I can't do none but to take it in. Like I'm learning as I sit here, you know what I'm saying? And I just want to say thank you, bro. You know what I'm saying? And I appreciate what you do. Cảm ơn anh Thái. Yeah. Biết thế sao?
khi mà Hiếu về với team B-Ray thì như kiểu là hổ mọc thêm cánh á. Được trao dồi thêm rất là nhiều thứ và anh thích cái câu chuyện của em. Em không cần một cái beat quá ồn ào để em lôi được hết những cái sự cồn cào ở trong ruột gan mình ra. Nó làm cho anh có một chút sởn da gà. Yeah, anh rất là thích bài này của em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây cũng là một người kể chuyện có phong cách trình diễn đỉnh cao, rất chắc chắn với lý tưởng của mình và cực kỳ rõ lời. Mời anh Ray. Anh cảm nhận được em là một người có rất là nhiều vốn sống. Em đã là một lyrical rồi mà về team một lyrical nữa thì em sẽ là một đối thủ đáng gờm nếu mà bước vào chung kết. Dạ, em cảm ơn anh. Xin mời ban giám khảo ạ. Không biết mọi người như nào nhưng mà cá nhân anh thì anh thích những người viết sâu và nhiều thứ nội tâm như này. Cái kiểu old school này thì anh Thái cũng rất là thích và hiểu. Anh đặt niềm tin vào Hiếu và tất cả những người anh em xung quanh em sẽ làm được nhiều thứ hơn để gìn giữ cái lý tưởng mà bọn em đang đi theo. Dạ, em cảm ơn. Mời Su. Từng lời của Hiếu đọc nghe rất là rõ và rất là thấm. Xã hội hiện đại phát triển càng nhanh thì mình càng cần có những cái cọc nó giữ lại trong cái tâm hồn của mình. Thực sự rất là cảm ơn Hiếu về bài hát này. Cảm ơn Su. Bản thân anh thì anh cảm thấy rất là may mắn khi mà xã hội phát triển, những cái dòng nhạc mới nó ra đời mà còn những người trẻ giữ được những cái dòng nhạc nội tâm như thế này và mang nó lên sân khấu thể hiện một cách tròn trịa. Với anh Hiếu, viết lyric rất là hay, đi thẳng ở vấn đề, không có bị lan man, để cho người ta có thể thấm thía từ đầu tới cuối mạch câu chuyện. Như vậy ở ngoài kia rất ít và em lại nằm trong top những bạn trẻ làm được vậy. Anh cảm thấy ngưỡng mộ với phần trình diễn này. Dạ, em cảm ơn. Hôm nọ anh thấy một cái bài đăng khá là vui về em. Huỳnh Công Hiếu là một thí sinh hiếm hoi. Lấy nickname thật. Lấy nickname thật. Nhưng mà cho anh góp ý thêm tí xíu nữa được không Hiếu ơi? Dạ dạ. Lúc mà em diễn anh thấy là em lấy hết sức bình sinh luôn á. Nhưng mà nên tiết chế lại chút xíu. Em cũng biết là hôm nay em hơi bị over quá. Anh biết là em cảm xúc. Dạ dạ, dạ, dạ. Nếu là anh thì cũng vậy nhưng mà rang. Nhưng mà hay mà. Nó hợp với cái bài này. Thà chiến một lần có thứ để đời còn hơn là giữ mãi trong lòng như thế. B-Ray nghĩ như thế nào về thí sinh này của em? Em rất là ngưỡng mộ Huỳnh Công Hiếu. Suốt khoảng thời gian qua, Hiếu đã làm một người anh lớn, phụ giúp em take care tất cả các anh em ở trong team. Tại vì trong team em có một vài bạn rất là nhỏ. Thực sự là có Hiếu ở trong team là một cái sự giúp đỡ dành cho em. So em rất là thankful với Hiếu. Cảm ơn em. Em nói là em sẽ biến cái câu của em thành câu thực hành thì em định gửi lại cái câu cuối cùng cho khán giả để nhớ bài của em là một câu gì. Anh Thành có nhớ là cái lần đầu tiên em bước lên sân khấu á, em mới nói với anh Thành là dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Công Hiếu. Hôm nay rất vui vì được truyền hình công chiếu. Và lý do em đến đây để sống cho hết đời. Dạ, và đó là câu nói em nghĩ là trending của em ạ. Hy vọng là sẽ đúng như em muốn nha. Cảm ơn Hiếu đã đến với cuộc thi này. Huỳnh Công Hiếu thưa quý vị. Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng VN.